Mạnh Tiến xin kính chào anh chị và các bạn. Thì ở video ngày hôm nay thì mình chia sẻ với các bạn như này. Ở đây mình trước mặt mình là một chiếc sao cạc cực kỳ rẻ và nó là rẻ nhất xã hội này. Đó là chiếc sao cạc K600. Thì cái chiếc sao cạc này nó có một cái điều mà đặc trưng hay ở đây mà mình muốn nói với tất cả các bác ấy là điểm gì? Đó là các bạn thay vì phải bỏ ra rất nhiều tiền, nào là phải mua máy tính xịn nào, nào là phải đầu tư về cài phần mềm Cubase này để hát được autotune này. Đấy, và sử dụng rất khó. Thì như vậy để hay mà, thì hôm nay mình chỉ bỏ ra một số tiền rất nhỏ thôi. Đấy, trên dưới khoảng dưới 1 triệu đồng là mình sẽ có ngay một bộ micro như thế này và sao cạc như thế này để mình hát được hiệu ứng autotune. Thì hôm nay mình xin thử bây giờ nhá. Cái này nó có hiệu ứng autotune như nào thì bây giờ mình sẽ thử cho các bạn xem nhá. Đây này, cái này bạn echo lên này. Wow, em thích thì đến, không thì đi. Autotune là gì? Là phải hát nhạc remix thì nó mới hay. Để cái giọng nó luyến láy đi, khác người bình thường đi. Bây giờ mình lên vang, mình sẽ thử autotune nào. Wow luôn. Mình bước qua cái này, autotune của nó có cái nút ở đây này. Đây này, nó ghi cho Kenwood này. Đây này, tất cả các hiệu ứng autotune ở đây nó có một hàng này. À, 7 cung bậc này, đồ Jamie Vasson là Sido thì tùy các bạn, tùy các bạn cảm nhận cái âm thanh. Cái này nó không chỉnh tune thẳng được đâu. Cái này nó không chỉnh tune thẳng được mà do mình chỉnh. Chỉnh mình tự ứng được bài hát thôi, chứ còn nếu mà tune chuẩn nó không chỉnh được đâu các bạn nhá. Giờ mình sẽ thử cho các bạn nghe xem này. Một nhạc remix mình sẽ lựa để hát theo nhá. Mình sẽ chỉnh tune, ấn vào mẫu này để chỉnh thôi. Đây. Và mình sẽ thử bài thích gì đấy này. Alo 671234. Đây này, hiệu ứng autotune mình chỉnh đây này. Hãy thử đây. Người ấy là lựa chọn tuyệt vời của em thì em hãy bước về nhìn bên đấy, cứ sao lại nhìn về bên này. Có chăng sự tự do em nói với anh không như ý. Em xem anh là lời, em thích đi đến không thì đi. Em có bao giờ nghĩ là anh đứng đau bao lắm ta. Anh không hề đơn cách hay yêu kéo em dừng nhớ người. Bởi vì yêu em tôi nên anh đừng phải ngập ngùi nước trong một nắng nắng. Căng nhá. Đây mình thử lướt qua một đoạn TikTok nha. Đây nhạc này là hát TikTok hay đấy. Lại chỉ ok. Mình rất là bát luôn. Đây mình hát con 26 mic 26 Pro. Ta còn gì trái nói. Chấp kích là cách tức thôi. Hai người xin ngược lối. Suy nghĩ chi em ơi. Hà đưa chi níu kéo. Khi cuộc tình ta đã éo vô. Anh phải đủ lại một bước. Trả cho em sự tự do. Trả cho em những lời nói dối. Trả cho em những vết. Ôi cái bài này vết không hay lắm anh em. Cái bài này vết không hay. Trong Rise of Kingdom cậu sao rồi? Không thể tốt hơn. Thì vừa rồi là mình thử test được một đoạn là hiệu ứng autotune nhưng mà lô. Theo quý vị cảm nhận thì thấy thế nào? Hát nhạc trẻ thì ok đấy, còn hát nhạc vàng thì sao? Để video sau mình sẽ hát bài nhạc vàng các bạn nghe nhá. Rồi xin chào.